Hình Tố My bị anti-fan gạch nát mặt trên poster live show Dư Quỳnh gây bức xúc. Mới đây, hình ảnh Tố My trên tấm banner của live show Dư Quỳnh bị rạch nát đang nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng tác giả của việc này là một fan cuồng của giọng ca Duyên Phận. Trong một thời gian dài, Tố My luôn bị so sánh với Dư Quỳnh bởi chất giọng có những nét tương đồng và cả hai cùng hát thể loại dân ca bolero. Thậm chí, các tiết mục của Tố My cũng khiến cho fan hai bên xảy ra tranh cãi dữ dội, cho rằng cô bắt chước đàn chị. Tuy nhiên, tại buổi họp báo live show The Best of Dư Quỳnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Dư Quỳnh đã công bố việc Tố My là một trong những khách mời tham gia chương trình khiến fan không đồng ý, nên đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Tố My cho biết cô rất buồn và sốc khi biết thông tin này. Tuy nhiên, Ngọc Nữ Bolero cho rằng đây có thể chỉ là hành động quá khích của một vài người nào đó, không đại diện cho toàn bộ khán giả. Nói không buồn là không đúng, nhưng tôi buồn và lo lắng cho chị Như nhiều hơn là buồn cho mình. Tôi sợ vì mình mà live show của chị sẽ bị ảnh hưởng, Tố My tâm sự. Tố My cũng cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, ca sĩ Như Quỳnh đã gọi điện an ủi, động viên tinh thần cô. Phía ban tổ chức cũng đã thay tấm poster khác. Giải thích về việc này, ngôi sao bolero Dư Quỳnh tâm sự: "Tôi mong Tố My tham gia chương trình sắp tới để mọi người thấy được rằng dù ở hai thế hệ nhưng tôi vẫn trân quý những tài năng trẻ. Những bạn tuy còn trẻ nhưng đã thể hiện được chính mình. Chúng tôi không có vấn đề mâu thuẫn gì cả. Giữa chúng tôi không có một sợi dây hay bức tường nào. Tôi rất mong mọi người đừng hiểu lầm mà hãy hiểu rằng Tố My là một ca sĩ thực thụ và rất tài năng, cho nên tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả." Giọng ca 7X thừa nhận, để làm giống tôi không phải dễ, bản thân tôi làm mà muốn giống thần tượng cũng khó lắm. Tôi thấy Tố My đang khẳng định mình và có định hướng rõ ràng. Nữ ca sĩ kỳ cựu cũng hy vọng đàn em sẽ đạt được thành công trên con đường đã chọn. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giải trí đáng chú ý trong ngày. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.